Bạo Chúa Trung Hoa, Tào Phi, Tào Ngụy. Mỗi ông vua đều có một con cáo và một con sư tử nấp ở bên trong. Nhà Ngụy do Tào Tháo lập nên, con trai Tào Tháo là Tào Phi đoạt vương quyền của nhà Hán rồi xưng đế. Nhà Ngụy tồn tại 46 năm, từ năm 220 đến năm 265, truyền đường 5 đời. Nhà Ngụy mất bởi Tư Mã Ý, người sáng lập ra nhà Tây Tấn. Tào Tháo có 5 người con trai, đó là Tào Ngang, con của Liêu Thị đã chết. Biện Thị có 4 người là Tào Phi, Tào Trương, Tào Thực và Tào Hùng. Tào Trương có sức khỏe nhưng thiếu mưu lược, Tào Hùng thì đau ốm luôn. Tào Tháo thường để ý đến Tào Phi và Tào Thực. Tào Thực thấy quan chủ bà là Dương Tu Gót Tài thì yêu mến lắm. Hai người rất hợp nhau. Có lần Tào Thực mời Dương Tu đến chơi, hai người nói chuyện cả đêm không biết chán. Dương Tu cũng thường bày mưu định kế cho Tào Thực. Khi Tào Tháo bàn với các tỷ tướng muốn lập Tào Thực làm thế tử, Tào Phi biết chuyện cho mời Ngô Chất vào phủ bàn bạc. Nhưng Tào Phi sợ người biết, phải dùng cái đấy to để Ngô Chất ngồi, để vào trong đó, giả làm xe tơ lụa đem vào phủ. Dương Tu biết ý, đến bẩm ngay với Tào Tháo chuyện của Tào Phi. Tào Tháo bèn sai người đứng rình ở cửa phủ Tào Phi. Tào Phi biết có người rình ở ngoài phủ, vội vàng nói với Ngô Chất. Ngô Chất nói: "Lo gì việc ấy, ngày mai lại đem đẫy to chứa tơ lụa xe vào để cho thừa tướng tưởng là thực." Tào Phi nghe lời, dùng xe chở đẫy to tơ lụa vào phủ. Người của Tào Tháo khám xét thấy quả nhiên là tơ lụa, về bẩm với Tào Tháo. Tào Tháo vốn đa nghi, lại ghét tài Dương Tu, nay lại gặp thêm chuyện này lại càng ghét. Thành thử Tào Tháo nghi Dương Tu có bụng muốn hại Tào Phi. Một hôm Tào Tháo muốn thử tài hai con là Tào Phi và Tào Thực. Tào Tháo sai hai người cùng ra Nghiệp Thành, nhưng lại dặn quân canh cửa không được cho ra. Tào Phi đi trước, lính canh cửa ngăn lại. Tào Phi phải trở về. Tào Thực thấy vậy hỏi Dương Tu. Dương Tu nói: "Ông phụng vương mệnh mà đi, nếu kẻ nào ngăn trở thì cứ chém lấy nó, thì lấy lối mà đi chứ sợ gì." Tào Thực nghe lời, đến cửa thành, lính canh cửa không cho ra. Tào Thực mắng rằng: "Ta phụng vương mệnh ra đây, kẻ nào dám ngăn trở?" Lập tức Tào Thực chém tên lính ấy. Tào Tháo thấy vậy cho rằng Thực giỏi hơn Phi. Sau này có người mách Tào Tháo là Dương Tu đã chỉ cho Tào Thực. Tào Tháo giận lắm, ghen lây sang cả Tào Thực. Dương Tu lại làm sẵn cho vài mươi điều đối đáp giúp cho Tào Thực. Khi Tào Tháo hỏi Tào Thực việc quân việc nước, Tào Thực ứng đối trôi chảy, nói đâu ra đấy. Nhưng Tào Tháo vẫn còn nghi. Tào Phi tìm cách đút lót tả hữu của Tào Thực, lấy được quyển đối đáp trình với Tào Tháo. Tháo nổi giận nói rằng: "Quân thất phu này, sao mày dám dối ta như thế?" Từ đó Tào Tháo tìm cơ hội để giết Dương Tu. Tào Tháo ở Lạc Dương bị bệnh nhức đầu, sai người mời Hoa Đà đến chữa bệnh. Hoa Đà khám bệnh xong rồi, đại vương nhức đầu vì nhiễm phải gió độc, bệnh ở trong óc không thoát ra được, uống thuốc cũng uổng mà thôi. Tôi có một phép này: trước hết uống thang ma phế, rồi lấy búa bổ óc ra, nạo hết dãi gió độc đi thì mới hết được bệnh. Tào Tháo thì vốn đa nghi, nghe vậy giận lắm nên giết chết Hoa Đà. Từ đó bệnh ngày càng thêm nặng. Biên không qua được, Tháo nói với bọn Tào Hồng: "Cô đây tung hoành trong thiên hạ hơn 30 năm, bao nhiêu kẻ cường bạo trừ được sạch cả rồi, chỉ còn có Tôn Quyền ở Giang Đông, Lưu Bị ở Tây Thục. Nay bệnh cô đã nguy lắm, không thể bàn được nhiều thêm nữa. Nay đem việc nhà nhờ cậy các ngươi mà thôi. Con trưởng cô là Tào Ngang, do Lưu Thị sinh ra, chẳng may mất sớm ở Uyển Thành. Biện Thị sinh được 4 con là Phi, Trương, Thực và Hùng. Cô xưa nay vẫn yêu con thứ ba là Thực, nhưng nó hay huênh hoang, không được thực thà, lại ngông nghênh chè rượu, cho nên cô không lập nó làm thế tử. Thằng thứ hai là Trương, khỏe thì có khỏe mà chẳng có khôn. Thằng thứ tư là Hùng thì lắm bệnh mà khó thọ. Chỉ có con trưởng là Phi có bụng thành thực kính cần, có thể nối nghiệp cô, các người nên giúp đỡ nó." Bọn Tào Hồng ứa nước mắt mà vâng mệnh. Tào Tháo sai quân hầu cận đem những dương quý báu của mình cất giấu xưa nay chia cho các nàng hầu và dặn rằng: "Sau khi ta mất rồi, chúng bay phải siêng năng nghề nữ công,
thêu cho nhiều giày tơ, bán lấy tiền mà tiêu. Rồi sai những tỳ thiếp ở trong đài đồng tước, mỗi ngày đặt đồ tế, có nhà trò đánh nhạc, dâng đồ ăn, lại sai đắp 72 cái mả không ở ngoài thành giảng võ. Phủ Trương Đức, để cho người ta không biết mả mình táng ở chỗ nào, sợ bị đào mất mả. Tào Tháo dặn dò xong các việc, thở dài một tiếng, nước mắt tuôn ra như mưa. Một lát sau thì tắt thở, thọ được 66 tuổi. Bấy giờ là tháng riêng năm Tý, niên Kiến Hiệu Kiến An thứ 25, năm 220. Tào Tháo mất rồi, văn võ bách quan một mặt làm lễ tang, một mặt sai người báo tang cho Thế tử Tào Phi, Hiển Lăng hầu Tào Trương, làm Chi hầu Tào Thực và Tiêu Hoài hầu là Tào Hùng. Các tỷ tướng dùng quan vàng quách bạc để khâm liệm cho Tào Tháo, rồi rước ngay linh cữu về nghiệp quan. Tào Phi nghe tin cha mất thì khóc ầm lên, đem quan viên lớn nhỏ ra khỏi thành 10 dặm phục bên cạnh đường, đón rước linh cữu vào thành đặt ở thiên điện. Trăm quan mặc đồ tang để xung quanh khóc lóc. Quan trung thứ sử là Tư Mã Phu bước ra nói rằng: "Xin Thế tử đừng khóc nữa, để bàn việc lớn đã. Nay Ngụy Vương mới mất, thiên hạ chấn động, phải lập tức ngay tự vương lên để yên bụng chúng mới được. Sao lại khóc lóc làm gì?" Quần thần nói: "Chưa có chiếu mệnh thiên tử, đâu dám hấp tấp lập ngay." Binh bộ thượng tư là Trần Kiệu nói: "Ngụy Vương mất ở ngoài, các con tranh nhau ở trong, gây nên biến loạn thì xã tắc nguy mất." Liền rút ngay gươm, cắt văng tay áo, rồi thét to lên rằng: "Ngày hôm nay lập Thế tử lên nối ngôi, các quan ai còn dám bàn ngang nữa sẽ coi như tay áo này." Ai nấy nghe vậy đều kinh khiếp. Chợt có Hoa Hâm từ Hứa Xương phi ngựa đến, mọi người giật mình hỏi có việc gì. Hâm mới nói: "Ngụy Vương mới mất, thiên hạ chấn động, sao không thể mời Thế tử lên nối ngôi mau đi?" Các tướng nói: "Chỉ vì chưa có chiếu mệnh thiên tử, đang bàn nhau xin từ chỉ của vương hậu, biện thị để lập Thế tử đây." Hoa Hâm nói: "Ta đã thỉnh được chiếu mệnh của hoàng đế đây rồi." Tất cả mọi người cùng nhảy nhót reo mừng. Hoa Hâm là kẻ xiểm định, bợ đỡ Tào Phi, nên khi Tào Tháo bệnh nặng, hắn đã làm sẵn một tờ chiếu, bước hắn hiến đế phải chuẩn bị tờ chiếu ấy. Hiến đế đành phải nghe lời, phong cho Tào Phi lên làm Ngụy Vương, thừa tướng Ký Châu Mục. Hâm rút tờ chiếu trong bọc ra đọc lên. Ngày hôm ấy Tào Phi lên ngôi, trăm quan lớn nhỏ và lạy mừng, mở tiệc khánh hạ. Khi ăn yến, có tin báo rằng Hiển Lăng hầu Tào Trương dẫn 10 vạn quân từ Trường An đến. Tào Phi mới giật mình hỏi quần thần rằng: "Thằng em dâu vàng của ta xưa nay tính cương lắm, mà lại giỏi võ, nay dẫn quân đến đây tất có ý tranh ngôi cùng ta, làm thế nào bây giờ?" Quan gián nghị đại phu giả quỳ bước ra tâu rằng: "Tôi xin yết kiến Hiển Lăng hầu, lấy lời lẽ mà thuyết phục." Tào Phi mừng lắm, lập tức sai giả quỳ đi. Giả quỳ ra đón Tào Trương. Tào Trương hỏi: "Ngọc tỷ của tiên vương để ở đâu?" Quỳ nghiêm sắc mặt nói: "Nhà có con trưởng, nước có vua kế tự, ngọc tỷ của tiên vương, ông có phép hỏi được sao?" Tào Trương nín lặng không nói gì, cùng đi với giả quỳ vào thành. Đi đến gần cửa cung, quỳ hỏi rằng: "Các người đến đây chịu tang hay là muốn đến tranh ngôi?" Tào Trương nói: "Ta đến chịu tang đấy thôi, chứ có bụng gì đâu." Quỳ nói: "Đã không có bụng gì, cớ sao mang cả binh mã vào thành?" Trương lập tức lệnh cho tướng sĩ lui ra, chỉ một mình vào cung ra mắt Tào Phi. Hai anh em ôm nhau khóc lóc. Tào Trương đem hết quân mã của mình giao lại cho Tào Phi. Tào Phi sai Tào Trương về giữ Hiển Lăng. Trương lại từ trở ra. Tào Phi che miệng văn nhân trong thiên hạ. Chôn cân Tào Tháo xong, Hoa Hâm tâu với Tào Phi rằng: "Hiển Lăng hầu đã giao xong quân mã và về bản quốc rồi. Còn Lâm Chi hầu Tào Thực, Tiêu Hoài hầu Tào Hùng, hai người không chịu tang, phải hỏi tội mới được." Tào Phi nghe lời, sai sứ giả đến hai nơi để hỏi tội. Không bao lâu sứ giả ở Tiêu Hoài về báo rằng: "Tiêu Hoài hầu Tào Hùng sợ tội nên thất cổ tự tử rồi." Tào Phi sai hậu táng và truy tặng làm Tiêu Hoài vương. Vài hôm sau, sứ giả Lâm Chi lại về báo rằng: "Lâm Chi hầu ngày nào cũng la tùng với bọn anh em Đinh Nghi, Đinh Dị, uống rượu say sưa cản rỡ, không biết lễ phép gì. Khi chúng tôi đến,
Lâm Chi Hầu ngồi chém trệ, không thèm cựa mình. Còn Đinh Nghi thì mắng chúng tôi rằng: khi trước Tiên Vương muốn lập chủ ta làm thế tử, bị những quân Định Hót ngăn trở. Nay Tiên Vương mới mất trong mấy ngày, đã muốn hỏi tội trong cốt nhục hay sao? Đinh Thị cũng nói: cứ như chủ ta thông minh hơn đời, đáng lẽ nối vào ngôi lớn mới phải, nay lại hóa ra không được lập. Các bầy tôi miếu đường chúng bay, sao không biết nhân tài vậy? Lâm Chi Hầu nổi giận, sai võ sĩ đem chúng tôi ra đánh đập một hồi, rồi đuổi chúng tôi đi. Tảo Phi nghe nói thế, nổi giận mới sai Hứa Chử dẫn 3.000 quân hộ vệ đến Lâm Chi để bắt bọn Tào Thực. Hứa Chỉ phụng mệnh dẫn quân đến Lâm Chi. Tướng giữ thành ngăn lại không cho vào. Hứa Chử chém phăng ngay tướng ấy, vào thẳng trong thành, không ai dám chống lại. Hứa Chử đến phủ Đường, thấy Tào Thực, Đinh Nghi và Đinh Dị đang nằm say rượu, nằm ườn cả ra đấy. Hứa Chử trói cả bọn lại, bỏ lên xe, lại bắt hết cả các quan lớn nhỏ giải về Nghiệp Quận, đợi Tào Phi định đoạt. Tào Phi chuyển đem giết sạch bọn Đinh Nghi, Đinh Dị. Hai người này vốn quê ở Bái Quận, đều nổi tiếng hay chữ một thời, ai cũng thương tiếc. Mẹ Tào Phi là Biện Thị, nghe thấy Tào Hùng phải thắt cổ chết, đau xót vô cùng. Lại nghe tin Tào Thực bị bắt, đồ đảng là bọn Đinh Nghi bị giết, thì kinh hãi quá chừng. Vội vàng ra điện mà gọi Tào Phi vào nói: em con là Thực, xưa nay ngông nghênh rượu chè, vì nó cậy tài nên mới phóng túng như thế. Con nên nghĩ tình anh em ruột thịt mà tha tội cho nó, thì mẹ dù có chết xuống dưới suối vàng cũng được nằm yên. Tào Phi nói: con cũng yêu cái tài của nó, đâu có nỡ hại nó. Nay cũng răn bảo cho nó chữa bớt thôi, xin mẹ chớ lo. Biện Thị gạt nước mắt trở vào. Tào Phi ra nơi thiên điện đòi đánh Tào Thực ra mắt. Hoa Hâm mới hỏi: vừa rồi Thái Hậu khuyên Điện Hạ đừng giết Tử Kiến có phải không? Phi đáp: đúng vậy. Hoa Hâm nói: Tử Kiến có tài, có trí, không phải là kẻ tầm thường đâu. Nếu không trừ đi cho sớm, tất để vạ về sau. Hoa Hâm lại nói: ai cũng bảo Tử Kiến có tài xuất khẩu thành trương, tôi đây chưa tin lắm. Điện Hạ nên đòi vào, hỏi xem tài y ra sao. Nếu không có tài thì giết phát đi, ngược bằng có tài thì cũng giáng chức xuống, để che mất miệng văn nhân trong thiên hạ. Tào Phi nghe lời Hoa Hâm. Một lát sau, Tào Thực vào ra mắt, sợ hãi xin thú tội. Tào Phi nói: ta nói với mày, tình tuy là anh em, nhưng nghĩa là vua tôi. Mày sao dám cậy tài bỏ lễ? Khi còn Tiên Vương, mày hãy đem văn chương khoe hợm với người. Tao nghi mày lượm của mượn của người ta. Nay ta hạn cho mày đi 7 bước, phải ngâm xong một bài thơ. Ngâm đường ta tha cho khỏi chết, nếu không xong sẽ trị tội nặng, quyết không tha. Tào Thực nói: xin ra cho đầu bài. Khi ấy trên điện có treo một bức tranh thủy mạc, vẽ hai con trâu chọi nhau dưới bức tường, một con ngã xuống chiếng chết. Tào Phi chỏ vào bức tranh bảo: vịnh ngay bức tranh này, nhưng cấm không được phạm vào các chữ. Hai trâu chọi dưới tường, một con xa giếng chết. Tào Thực đi được 7 bước thì cũng ngâm xong bài thơ: đôi vật cùng đi đường, ngâm trên đầu 4 khúc xương. Gặp nhau tựa sườn núi, hung hăng mở chiến trường. Đôi bên đua sức mạnh, một vật lăn xuống hang. Nào phải lực quá kém, chẳng qua sự nhớ nhàng. Tào Phi và các quan đều cho là có tài. Nhưng Tào Phi nói: 7 bước mới làm xong bài thơ, hãy còn chậm lắm. Mày có ứng khẩu làm ngay một bài thơ được không? Tào Thực lại xin ra đầu bài. Tào Phi nói: ta với mày là anh em, lấy ngay việc ấy làm đầu bài, nhưng không được phạm vào hai chữ anh em. Tào Thực không cần suy nghĩ gì, ứng khẩu đọc ngay: nấu đầu đốt cành đậu, đậu ở trong nồi khóc. Vốn sinh cùng một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau. Tào Phi nghe xong bỗng nhiên ứa nước mắt. Biện Thị ở sau điện chạy ra nói: làm sao mà anh lại bắt em chẹt quá như thế? Tào Phi vội vàng đứng dậy nói: phép của nước không sao bỏ được. Bởi thế giáng Tào Thực xuống làm An Vương Hầu. Thực mới lại từ lên ngựa đi ra. Tháng 10 năm 220, Tào Phi phế truất Hán Yến Đế, tự mình lập lên làm hoàng đế, đổi tên nước là Ngụy.
Đến tháng 6 năm 223, nhân ngày đẹp trời, Tào Phi mời Tào Trương đến chơi cờ. Trong lúc đánh cờ, người hầu đem ra một đĩa táo. Tào Trương cảm kích trước sự quý mến của anh, vừa đánh cờ vừa ăn táo. Nhưng không ngờ trong táo có độc. Tào Trương bị trúng độc ngã lăn ra. Thái hậu Biện Thị nghe tin Tào Trương trúng độc, vội vàng chạy ra điện. Ngồi bên Tào Trương vừa khóc, vừa sai người tìm nước để giải độc. Người hầu đem bình nước đến. Tào Phi giả bộ vô ý làm vỡ bình, nước chảy tung tóe. Thấy vậy, Thái hậu vội chạy ra tìm nước, nhưng cũng không sao có nước. Chất độc phát tác, Tào Trương giãy giụa chết ở trên tay Thái hậu. Tào Phi ở ngôi được 7 năm, thì chết năm 226.